Chào mừng các em đến với bài giảng môn công nghệ lớp 7, bài sản xuất và bảo quản giống cây trồng. Mục thứ nhất là sản xuất giống cây trồng. Sản xuất giống cây trồng bằng hạt. Như sản xuất giống cây trồng bằng hạt được minh họa bởi sơ đồ sau đây. Đây là sơ đồ minh họa cho quy trình sản xuất giống cây trồng bằng hạt. Còn đây là nội dung thuyết minh cho cái quy trình này. Cái năm thứ nhất đó là hạt giống đã được phục trắng duy trì. Như hạt giống phục trắng duy trì là gì? Đó là những hạt giống đã được qua quá trình sản xuất nhưng mà nó đều bị mất đi các đặc tính tốt của nó do khí hậu, đất đai hoặc là kỹ thuật chăm sóc v.v. làm cho giảm năng suất, chất lượng hoặc là giảm các đặc tính tốt. Vì vậy chúng ta phải duy trì và phục tráng lại các đặc tính tốt của nó. Như năm thứ nhất là gieo hạt đã được phục tráng vì duy trì, chọn cây có đặc tính tốt. Các cây có định tính tốt này chúng ta gieo thành các dòng, gieo dòng từng dòng. Ở đây ví dụ là 5 dòng. Vậy dòng là gì? Dòng đó là tập thể những cá thể có chung một đặc điểm để từ đó mà tạo thành các thế hệ kế tiếp sau này. Như năm thứ hai, về hạt giống của mỗi cái trồng tốt gieo thành từng dòng, lá hạt của các dòng tốt này hợp thành giống siêu nguyên chủng. Như trong các dòng này người ta chọn ra các dòng tốt nhất, ví dụ ở đây là có dòng 1, dòng 2, dòng 3 hợp thành giống siêu nguyên chủng. Và giống siêu nguyên chủng đó là giống được tạo từ các dòng có đặc tính tốt. Rồi năm thứ ba sẽ nhân thành giống nguyên chủng. Năm ba đó là từ giống siêu nguyên chủng sẽ nhân thành giống nguyên chủng, và giống nguyên chủng đó là giống được nhân từ giống siêu nguyên chủng. Năm thứ tư đó là nhân thành giống sản xuất đại trà, là từ giống nguyên chủng này nhân thành giống sản xuất đại trà, đó là năm thứ tư. Nhiều quy trình sản xuất giống cây trồng bằng hạt được áp dụng trong 4 năm và nó được áp dụng cho những loại cây ngũ cốc và một số loại cây lấy hạt khác và cây họ đậu. Với ta là phương pháp sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính. Về sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính thì có 3 cách: dâm cành, chiết cành và ghép cành. Cái thứ nhất đó là dâm cành. Đây là sơ đồ của dâm cành. Nhìn trên từ một cành cây, người ta cắt bỏ bớt lá, đem nó dâm vào đất ẩm. Sau một thời gian nó ra rễ, từ đây sẽ phát triển thành cây mới. Nhìn dâm cành nó cắt một đoạn cành có đủ mát đủ chồi, kém xuống đất ẩm sẽ bén rễ thành cây trồng mới. Với ta là phương pháp chiết cành. Nhìn trên một cành cây mẹ, người ta chọn một cành tốt, khoanh bỏ vỏ, sau đó bó đất quanh cái bóc đó, người ta bó buộc ni lông cột chặt. Sau một thời gian ra rễ thì người ta cắt lìa cái thân cành này đem đi trồng, từ đó thì thành cây trồng mới. Nhiều quy trình sản xuất giống cây trồng bằng dâm cành. Thứ nhất là chọn một đoạn cành dài khoảng từng 20 cm, người ta cắt xéo góc 45 độ ở phần dưới cành. Rồi cắt, bước thứ hai là cắt bỏ bớt lá, một bớt lá. Bước ba là nhúng cái đoạn cành này vào hợp chất ra rễ, kích thích ra rễ, rồi để khô ráo trước khi dâm. Sau đó chúng ta chuẩn bị một cái khay dâm, khay dâm đó là bằng trấu, ngâm nước 2 đến 3 ngày và bọc bao ni lông để giữ ẩm. Sau đó đem cái cành đã được nhúng chất kích thích này, kích thích ra rễ vào cái khay trấu. Dâm cành đã được dâm vào cành dâm đã được dâm vào các khay trấu này. Rồi từ đó đem các khay trấu này trùm kín bao ni lông để giữ ẩm. Rồi đặt cái khay này vào nơi thoáng mát. Sau đó chúng ta thường xuyên kiểm tra sự ra rễ của cành dâm, và chọn những cây trồng dâm nào, cây cành dâm nào có khả năng ra rễ tốt nhất để mà đem trồng. Quy trình quy chiết cành. Bước 1 đó là chọn các cành, chọn cành. Rồi chúng ta tách vỏ ngoài, bóc vỏ. Thế là cạo sạch đến phần gỗ bên trong, rồi để khô đến 2-3 ngày. Bước thứ ba là dùng bông thấm các chất kích thích ra rễ, với chất ra rễ và thoa lên cái vết cắt này. Rồi sau đó là bước 4, đó là dùng sơ dừa hoặc là rễ cây lộc bình để bó bầu, bó kín bọc bằng bao bọc ni lông. Như cần chiếc đã bó bầu bằng ni lông, nhưng sau một thời gian nó sẽ ra rễ tại vị trí bó bầu này. Chúng ta cắt đem đi trồng, thời gian đó khoảng là 25 ngày sau khi bó bầu. Cái đem trồng thành cây trồng mới. Rồi ghép cành, ghép có hai kỹ thuật ghép, đó là ghép cành và ghép mắt. Cái đây là cọng cây gốc ghép, và đây là cành ghép. Trên cành ghép chúng ta cắt xéo 45 độ và gốc ghép chúng ta bằng cắt xéo 45 độ. Sao cho giữa cái vết cắt của cành ghép và gốc ghép khít với nhau. Rồi chúng ta đặt cái mép cành ghép này vào gốc ghép, vị trí ghép, dùng dây buộc chặt, Rồi sau một thời gian cái nó chúng sẽ liền vỏ, liền da, liền sẹo và chúng sẽ phát triển thành cây mới. Ghép chồi, ghép mép á, người ta lấy cái chồi hoặc là cái mép của cái cây cành ghép đem ghép vào gốc ghép. Trên cái gốc ghép này người ta khoét một mảnh vỏ, rồi người ta lấy cái mép ghép chồi này đặt vào vị trí khoét vỏ này, đặt vị trí đó, dùng dây buộc chặt. Sau một thời gian chúng sẽ liền da, liền sẹo và liền vỏ, và chúng sẽ phát triển lên thành một cây trồng mới. Cây mới đó là cây ghép. Nhiều sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vi tính, dâm cành, chiết cành, ghép cành được áp dụng cho những cây ăn quả, cây hoa và cây trồng cảnh, cây kiển. Một thứ là bảo quản hạt giống cây trồng. Điều kiện thứ nhất là bảo quản hạt giống thì hạt giống phải đạt chuẩn, còn như là khô. Bây giờ hạt giống mà bảo quản không được khô, còn ẩm, còn tươi thì nó sẽ nảy mầm hoặc là mốc trong khi bảo quản. Không lẫn tạp chất, là hạt giống này khi bảo quản không được lẫn tạp rôm rạ, cỏ, đất, cát, vân vân. Và tỷ lệ hạt lép thấp, tức là hạt có năng chất lượng tốt, hạt chắc khỏe, không bị sâu bệnh. Nếu bị sâu bệnh sẽ bị lây lan trong các hạt cây trồng khác và cả kho bảo quản luôn. Những nơi cất giữ bảo quản phải đảm bảo đủ nhiệt độ, độ ẩm thấp tương đối tốt, phải kín, không có chim chuột, côn trùng xâm nhập. Bởi vì chim chuột, côn trùng xâm nhập sẽ ăn hại các hạt khi bảo quản và làm giảm khối lượng, chất lượng hạt khi bảo quản. Nhưng trong khi bảo quản phải thường xuyên kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, sâu mọt để có biện pháp xử lý, xem thử có độ ẩm cao hay thấp, có nhiều sâu hay mọt, ít, có mọt sâu không. Từ đó chúng ta đưa ra biện pháp xử lý để mọt sâu hoặc là độ ẩm, nhiệt độ. Hạt giống có thể bảo quản trong các chum vại bao bì đậy kín, trong các kho cao ráo thoáng mát, có thể đựng trong chai lọ, bao bì, hoặc đựng trong kho có các thiết bị điều khiển tự động như là điều khiển về ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, vân vân. Sau khi xem xong video này, các em có cần đặt câu hỏi gì về bài, hãy để lại bình luận dưới video này nhé. Và chào đón các em đến với bài giảng tiếp theo. Chúng ta sẽ chờ đón một video đăng tải cho bài giảng tiếp theo. Và xin chân thành cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi video này. Và đừng quên bấm thích video, bấm đăng ký video này, bấm đăng ký cái kênh này, và bấm chuông thông báo để khi chúng ta nhận những thông báo khi có video mới đăng tải tiếp theo, và bấm chia sẻ video này với tất cả bạn bè. Như bài giảng đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn các em đã quan tâm. Chúc các em học giỏi, thành công. Chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em trong bài giảng tiếp theo.